Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình đi chợ mình mua được 1 kg khoai mì dẻo nè các bạn. Cả nhà. Đó, dẻo lắm luôn á. Giờ mình nấu với lá dứa. Lá dứa với cốt dừa. Ha. Lá dứa, cốt dừa rồi một thêm một ít muối, một ít đường các bạn. Nhưng mà mình ăn nó mình kỹ. Mình nấu rồi mình chẻ ra thành từng miếng nhỏ như thế này nè, rồi mình ngâm nước muối. Ngâm nước muối 4 5 tiếng đồng hồ rồi mình mới nấu nha các bạn. Rồi lá dứa nó hơi ấy nè, nó hơi vón cục lại như thế này mà mình ăn đại cho nó thải độc nha các bạn. Lá dứa ăn rất là tốt cho sức khỏe mà. Rồi mình nấu bằng cái nồi cơm điện nè. Mời các bạn cùng ăn với mình nha, rất là ngon đây. Các bạn, hôm nay mình đi chợ mình mua được 1 kg khoai mì nè các bạn. Thì khoai mì này cái anh bán khoai mì ảnh nói là khoai mì dẻo. Mà mình không biết là phải khoai mì dẻo hay không, mà mình thì thích ăn khoai mì dẻo các bạn. Khoai mì thì nó nhiều năng lượng ha. Nhưng mà mình phải biết cách ăn. Bây giờ mình gọt vỏ rồi mình ngâm với nước muối các bạn. Mình ngâm có thể là mình để qua đêm hoặc là có thể vài tiếng đồng hồ. Mình loại bỏ những cái độc tố ở ngoài cái vỏ nè. Nó rất là nhiều vitamin B2 nha các bạn. Mình thì chỉ nấu đơn giản thôi. Mình ngâm nó trước đi rồi mình nấu với nước cốt dừa với lá dứa đó các bạn. Lâu mới đập khoai mì dẻo một lần, còn khoai mì đồng của mình là nó nở dữ lắm, ăn cũng dễ ngán các bạn, ăn nó dễ ngán. Khoai mì dẻo là khoai mì của miền trên hoặc khoai mì của miền dưới, mà khi nó gặp nước rồi nước ngập đó nó cũng bị mắc nước, nó cũng dẻo nữa. Rồi một cái thứ hai nữa là khoai mì rồi 3 tháng thu hoạch đó, ngắn ngày đó, nó cũng dẻo nữa đó các bạn. Mình thì mình thích ăn khoai mì dẻo hơn. Bây giờ mình lột vỏ ra nha. Lột vỏ ra mình đi ngâm, mình bỏ muối vô mình ngâm nha các bạn. Tại vì khoai mì thì ăn nó ngon miệng, nó nhiều năng lượng, nhưng mà nó cũng có độc tố cyanua nè. Ở ngoài cái vỏ nó rất là nhiều. Mình ăn mình bớt cái độc tố này thì nó có lợi cho sức khỏe các bạn ơi. Không nên ăn nhiều nha các bạn. Ăn chỉ ngon cho nó ăn chơi thôi chứ không được ăn nhiều. Hồi xưa đi cấy mà mệt, người ta chủ ruộng người ta nấu khoai mì cho mình ăn đó các bạn, mà không biết chắc có lẽ người ta không có làm kỹ. Tại ở nhà quê nhiều khi nấu lên là ăn liền. Cho nên có nhiều người mệt, cơ thể mình đang mệt mình ăn nó bị trúng nữa. Ăn nó khó tiêu các bạn. Gọi là ngộ độc khoai mì. Còn ở nhà mình ăn kỹ thì mình nên ngâm nước muối qua đêm. Ăn thì vừa thôi, không được ăn quá nhiều trong lúc bụng đói nha. Dễ bị khó tiêu. Thì khoai mì này người ta làm mà tinh bột năng, bột bán, bột mì ở bột năng các bạn. Người ta làm tinh bột thì cái chất độc nó người ta thải ra nhiều lắm, mà nó bớt đi năng lượng, nó bớt ngọt á, nó bớt đi cái năng lượng. Chứ khoai mì là giàu năng lượng lắm, 100g khoai mì tới 120 calori luôn. Mình ăn mình kỹ một chút, mình phải biết cách ăn, ăn như thế nào để cho không tổn hại đến sức khỏe. Nó có nhiều phốt pho, kali và B2 các bạn. Ở mấy cái vùng mà người ta thiếu gạo, người ta ăn khoai mì, người ta trừ cơm, bởi vì nó nhiều năng lượng lắm.
Giờ mình rửa cho thật sạch nha các bạn. Mình ăn kỹ cho nó đỡ cho thân. Mình thấy là nhà vườn ở trên Đắk Lắk á, người ta ra người ta hái lá mì, người ta vô người ta làm gỏi, nhưng mà ăn như vậy là không đúng cách nha các bạn. Tại vì ở trong cái ngọt ăn mì, cái độc tố nó rất nhiều. Nó là nó có cái chất cyanua, là cái chất mà người ta làm bột ngọt đó các bạn. Và ăn như vậy thì mình đem vô người mình mỗi ngày một ít, nó không có tốt cho sức khỏe. Còn ở nhà quê thì người ta ra bụi mì, người ta nhổ lên rồi người ta sử dụng liền, người ta ăn liền. Như vậy thì cũng không có nên nữa. Nhưng mà mình không dám bình luận. Mình bình luận thì có người người ta thích, còn có người thì người ta không thích đó. Mình không có ai thích kinh mình, thì cứ đến với mình tìm hỏi, tìm hiểu và học hỏi. Còn không thích thì thôi, chứ mình bình luận vô người ta thì người ta nói hồi đó giờ tôi ăn tôi có thấy gì đâu mà bà này phải vô bà làm lung tung, bà nói chuyện lung tung, mình không có thích nha các bạn. Mình đó thì mình ăn cái gì mình dè dặt lắm, tại vì mình sợ bệnh, sợ bệnh lắm. Cái gì tốt thì ăn nên ăn, còn cái gì không tốt thì thôi. Còn cái này thấy thèm nè, thấy người ta bán thèm. Các bạn cứ chẻ ra như thế này đi nha, rồi mình rửa, mình ngâm với muối, ngâm ít nhất là cũng phải 3-4 tiếng nha các bạn. Hồi xưa ở trong quê người ta đâu có biết đâu, người ta nhổ lên là người ta ăn liền, nhưng mà ta không, cũng không có chết. Chất độc nó tích tụ ngày một chút, còn mình thì mình biết thì mình phải tránh thôi, thà là không biết thì ăn mò. Bình thường thì mình muốn ăn thì mình phải ngâm trước một đêm đó các bạn, hoặc là mình đào khoai mì thì mình phải bỏ cái nước bớt. Khoai mì thì ăn nó ngon miệng lắm, bỏ cái nước bớt rồi mình cho nước cốt dừa, cho đường đầy vô, chứ mình không có ăn nguyên cái nước này, tại vì cái nước của nó cũng chứa nhiều phenol. Rồi các bạn bỏ muối vô nha, bỏ đại nhiều vô đi, bỏ muối vô ngâm. Cứ để đây ngâm nha các bạn, không có sao hết, ta ngâm cả đêm cũng chẳng có sao nữa, cho nó thảy độc bớt. Bạn ơi, mình ngâm được 4 tiếng đồng hồ rồi nha các bạn. Giờ mình đi rửa nè, ngâm trong nước muối nè các bạn. Mà mình kỹ, mình cắt nhỏ nhỏ miếng như thế này nè, ăn cho nó ra cái chất mủ đó các bạn. Mình ăn củ mà mình còn kỹ như vậy thì các bạn đừng có nên ăn lá nha. Ăn lá nó độc lắm, mình thấy người dân tộc ăn mà người ta không có hiểu biết, thấy thương luôn các bạn. Là mình đừng có ăn quá nhiều, trong cái lúc bụng đói mình ăn quá nhiều là mình bị ngộ độc. Nhưng mà nó cũng có lợi cho sức khỏe, nó cũng nhiều dưỡng chất mà cần thiết lắm nha các bạn. Mình kỹ được chút nào hay chút nấy, bởi vì bệnh là do cái miệng đi vào, quả thì do cái miệng đi ra, phải giữ kỹ cái miệng mình nha các bạn. Đó, mà rửa cho nó trong nước rồi nè, sắc nhỏ. Và đây là những cái lá dứa, cái này là dứa mình xay mình để tủ lạnh nè các bạn, mình bảo quản trong tủ lạnh đó. Và đây là cái nồi cơm điện nè, mình lót ở dưới nha, lót ở dưới đáy nồi, nhiều khi mình nấu nó cạn nước dừa đó, rồi nó cạn luôn cái nó khét không ngon. Mình lót lá dứa cho nó thơm. Rồi. Mình bỏ lên trên nha các bạn, bỏ khoai mì lên trên lá dứa nè, mình nấu bằng cái nồi cơm điện đó. Bỏ lên trên bao nhiêu đây cũng không có rẻ lắm đâu các bạn, ở chỗ mình mà mua 15.000 một ký nè, cũng không có rẻ, nó bằng cái giá khoai lang đó.
nhưng mà ăn thì nó ngon cái miệng dữ lắm. Người ta dùng khoai mì người ta làm bánh đó các bạn, người ta làm bánh, người ta làm bột khoai, bột bán rồi đó, tất cả bằng khoai mì hết, và bột năng cũng bằng khoai mì luôn. Nhưng mà cái đó người ta đã tinh chất rồi, ăn nó bớt độc tố nha các bạn. Còn mình ăn khoai mì tươi thì mình phải kỹ. Rồi bây giờ cái gì nữa đây, muối nè, cho một ít muối nha, muối nó mặn mặn ăn cho nó ngon cái miệng. Rồi mình phải cho một chút xíu đường nữa nè. Cho thêm chút xíu đường nó ăn nó mới ngon. Đây là cái nước cốt dứa nha các bạn. Nước cốt dứa mình để tủ lạnh rồi nè. Bây giờ mình lấy ra mình nấu khoai mì. Thì khoai mì năng lượng nhiều, mình ăn thì mình phải biết nha, làm như thế này đặng bớt năng lượng nha các bạn. Mà dưa lưu dứa thì nó cũng giải độc. Ăn đồ độc thì phải lấy đồ giải ra, mình vô mình kết hợp cái thứ mà để giải độc ha. Rồi còn một thứ nữa các bạn đợi mình nha, thứ này là không thể thiếu đây. Thứ này ngon lắm luôn đây. Đố các bạn biết thứ gì không? Có cái này vô mới ngon nè. Nửa lon cốt dừa. Rồi bây giờ chúng ta bắt lên bếp thôi. Cái này thì nó tan ra từ từ nha các bạn, không sao cả. Chúng ta bắt nồi cơm điện nè. Chúng ta chờ. Bây giờ nó đã chín rồi, nước nó đã ráo rồi nè các bạn. Và lò nó cũng đã bực lên rồi. Mình vớt ra nha. Mình vớt ra cái dĩa nha các bạn. Ngon lắm, thơm lắm này. Cũng không dẻo gì luôn.